Việc kinh doanh thất bại, gia đình phá sản, bố mẹ bỏ trốn khiến cho Mirai từ một tiểu thư nhà giàu trong phút chốc trở thành một người nghèo khó nợ nần chồng chất. Chưa dừng lại ở đó, sau khi biết chuyện gia đình Mirai phá sản, Ken cũng đã quyết định nói lời chia tay với cô. Về phần mình, Đông Đông sau chuỗi ngày phải sống trong cái hạnh phúc giả tạo mà ba mẹ tạo ra, cô cũng đã quyết định nói lên suy nghĩ của mình, trao cho ba mẹ cơ hội sống cuộc đời của họ mong muốn. Khó khăn nối tiếp khó khăn, trong lúc không khí căng như dây đàn, Kim lại phát hiện ra người phụ nữ trong clip đánh ghen trên mạng lại chính là mẹ của mình. Kim giải quyết vấn đề này thế nào đây? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ phim Đường đua Idol thế hệ Z. Mẹ cần tiền đến mức nào mà chấp nhận làm bồ nhí phá hoại gia đình người khác hả mẹ? Mẹ xin lỗi con. Chính tao lên kế hoạch đánh ghen đó. Đó là món quà bất ngờ mà tao muốn dành cho mày. Tụi bay! Em đi học một mình buồn với em. Hay hôm nay em nghỉ học đi, đi chơi tụi anh. Anh sẽ cho tiền em xài, làm cho em vui vẻ ha. Tránh ra đi. Mấy người muốn gì? Làm gì đâu, tụi anh chỉ muốn vui vẻ với em thôi mà. Người lớn hết cả rồi, có gì mà phải ngại. Nè, tránh ra đi nha. Không tôi mét nhà trường thì đừng có trách. Gì? Em mét nhà trường hả? Nó là mét nhà trường kìa mày. Nè, anh nói cho em nghe nè. Cả trường này không biết á, mẹ em á đi làm bồ nhí cho người ta, còn giả bộ thanh cao. Nó thanh cao quá mày, thanh cao ghê không? Trời ơi. Nè, hay là em chê tụi anh nghèo, yên tâm đi, tụi anh không có thiếu tiền, chỉ cần em làm cho tụi anh vui vẻ thôi, tụi anh cho tiền em xài xả láng. Anh nói cái gì bậy bạ vậy? Tránh ra. Nhìn em là thích ra mặt rồi. Hay là em muốn làm cho tụi anh hứng thú hơn nữa? Ê mày, nếu mà em đã thích như vậy á thì mình đừng để cho mấy trà lau. Ok. Tránh ra. Ê, ê, mày là thằng nào phá chuyện tốt của tao hả? Không cần biết, đập nó đi. Hai đập một, không chột cũng que. Nè, thứ nhất, tên của tao tụi mày chưa đủ trình để kêu đâu nha. Tao không chỉ phá mà tao còn cho hai thằng bay không thể tới cái trường này làm mà cái chuyện tào lao này nữa đâu. Ngon đi, ngon đánh đi, bước lên. Tao không biết là ai ngon ở đây nhưng mà có ngon thì đánh tao đi. Nè mặt nè, đánh đi. Để coi là văn phòng luật sư của ba tao á sẽ cách ly tụi bay khỏi thế giới loài người bao nhiêu lâu nha. Hoặc là cái trường này sẽ xử lý tụi mày như thế nào. Khi mà vốn hoạt động của trường này á, nhà tao đóng góp cũng không ít. Nói là về bên nhóm F4 mày ơi. Là thằng Gin đó. Gin F4? Đúng rồi. Tưởng ngu vậy mà não vẫn còn xài được ha. Vẫn còn nhận diện được tao à. Thôi bỏ đi, không ổn đâu. Coi như mày may mắn đó, không chấp với mày đâu. Đi mày. Cô có sao không? Có bị thương đâu không? Tôi không sao hết đó. Không cần anh phải quan tâm đâu. Anh đó, đừng có nghĩ làm những chuyện này tôi sẽ biết ơn anh. Tôi không giống như Mirai, dễ bị mấy người lừa đâu. Bạn bè mấy người á toàn là một dục với nhau. Đúng là đê tiện, xấu xa, bỉ ổi hết chỗ nói. Nè, anh về nói với Ken bạn thân của anh á, nếu không nhờ Mirai nói giúp thì đã không yên với bọn tôi rồi. Biết điều thì nên sống tử tế lại đi. Sau này á, đừng có lợi dụng con gái nhà người ta, rồi khi thấy nhà người ta phá sản thì bỏ đi như vậy, hèn lắm. Còn anh nữa, sau này đừng để tôi thấy mặt, chỉ làm tôi chán ghét thêm thôi. Nè, ca ca, Ngân,
mọi người có thấy cái mùi gì mà nó cứ bốc mùi quanh đây không ta? À, chắc là ai đó có nhân cách bốc mùi đi ngang qua đây á mà. Đâu chỉ có một mình nó nhân cách bốc mùi thôi đâu. Cả nhà, à mà có khi là cả dòng họ bên đấy đều vậy chứ. Hay, đúng là mẹ nào con đấy. Mà cũng là cái số cả rồi, sao mà trách bạn học của mình được. Mà ai có bồ thì lo mà giữ bồ nha. Chứ không lại có người đi canh me giật bồ giống mẹ của ai đó. Đủ rồi đó. Ê, Kim giận rồi kìa. Mấy bà cứ nói linh ta linh tinh, tùm lum tùm la, làm người ta chột dạ. Mới nhiêu đó mà đã chịu không được rồi thì làm sao mà sau này đi làm gái giống mẹ nó được chứ. Mày á, da mặt mày phải dày lên giống cái mẹ mày á, thì mày mới đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được. Cần phải rèn luyện nhiều lắm cưng à. Mấy người, rồi sao? Bọn tao nói sai hay là vu khống cho mẹ con mày mà mày cứ sồn sồn lên? Có clip rành rành ra mà còn bày đặt thanh cao. Cũng may là nhờ có Ellie share clip, mọi người mới biết được bộ mặt thật của mẹ con mày, mới biết được thực chất mẹ con mày là hai người gì. Hóa ra chính tụi bay đã xem và phát tán clip đó. Nhưng tại sao tụi bay lại có clip đó chứ? Bởi vì chính tao là người quay clip, chứ còn sao nữa. Là sao? Thì chính tao là người điều tra ra vụ đấy. Cũng chính tao là người đi nói cho bà già ấy biết là chồng bà ấy đang ngoại tình. Và cũng chính tao lên kế hoạch đánh ghen đó. Đó là món quà bất ngờ mà tao muốn dành cho mày. Mày thích lắm đúng không? Tụi bay! Đánh đi. Trời, sợ quá, sợ quá. Có giỏi thì mày đánh đi, tao thách mày đấy. Rồi tao xem mày sống thế nào được ở cái trường này. Mà mày nên nhớ, mày và cái nhóm của mày đang là cái gai trong mắt rất nhiều người. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ vậy. Thất vọng quá. Phải lòng phải về gì đâu. Yeah, yeah, yeah. Ủa Kim, sao con về giờ này? Không phải bây giờ là sắp vào học sao? Mẹ, mẹ biết ông ta có gia đình rồi đúng không? Sao con biết? Con xem đoạn clip đó rồi hả? Không chỉ con mà tất cả bạn bè con, cả trường con đều xem hết rồi. Kim à, mẹ biết người ta có gia đình rồi, tại sao lại còn qua lại với người ta nữa? Mẹ biết là mẹ không biết giải thích như thế nào nữa. Là vì tiền mẹ... của ông ta đúng không? Mẹ xin lỗi con, con phải hiểu cho mẹ. Mẹ cần tiền đến mức nào mà chấp nhận làm bồ nhí phá hoại gia đình người khác hả mẹ? Mẹ biết điều đó là không đúng. Mẹ biết là mẹ có lỗi với con, mẹ có lỗi với gia đình của người ta. Nhưng mà Kim à, mẹ không còn câu nào khác ngoài câu xin lỗi hả? Bây giờ mẹ phải biết giải thích cho con như thế nào đây. Mẹ phải làm gì chứ? Con nghĩ coi, mẹ không bằng cấp, không ăn học, mẹ đi xin việc, ai nhận? Làm công nhân, lương 3 cọc 3 đồng. Sáng đi làm, tối đi rửa chén, mẹ cũng không đủ tiền để lo cho căn bệnh của bà ngoại con. Nếu chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, mẹ cũng sẽ thử. Con hiểu cho mẹ chứ, mẹ phải làm sao đây? Mẹ, con biết là trên vai mẹ có nhiều gánh nặng. Tiền học của con, tiền chữa bệnh cho ngoại nữa. Con biết là mẹ đã khổ nhiều rồi. Nhưng mà trước đây là vậy, chứ bây giờ thì khác rồi. Con lớn rồi, con có thể đi làm phụ mẹ kiếm tiền được. Bệnh của ngoại giờ cũng đỡ nhiều, không tốn tiền như trước nữa. Nhà mình có ít thì dùng ít, có nhiều thì dùng nhiều. Sống làm sao cho thanh thản cái tâm hồn trước.
chứ mẹ như vậy cả con cả mẹ đều không vui vẻ gì hết á. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ không để cho con phải khổ, không để cho con xấu hổ với bạn bè nữa đâu nha. Con không thấy khổ gì hết vì mẹ, con có làm bao nhiêu cũng không thấy khổ. Sau này con tự lo cho mình được, mẹ đừng có làm bộ dí người ta đó nha mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ không làm vậy nữa đâu. Có gì khó khăn thì mẹ phải nói cho con biết. Mẹ biết rồi, có gì khó khăn mẹ cũng nói với con hết nha. Thôi được rồi, con đừng có khóc nữa, con tính đi. Hôm nay dù sao cũng không đi học được, lên trên nhà thay đồ tắm rửa đi, rồi mẹ nấu đồ ăn cho con ăn nha. Lát nữa hai mẹ con mình đi siêu thị, rồi con thích cái gì á, rồi mẹ mua về, rồi mẹ làm đồ ăn cho con ăn ha. Điện thoại không liên lạc được. Tới giờ vào lớp rồi, không biết bà Kim đi đâu nữa. Học sinh đứng. Ủa, bạn Kim hôm nay nghỉ học hả lớp trưởng? Dạ, Kim vắng học không phép cô ạ. Em có thử liên lạc mà không được. Các em ngồi đi. Sao không liên lạc được với Kim ta? Không biết Kim gặp chuyện gì bất trắc không nhỉ? Lo quá à. Bà cứ lo lắng Hảo Huyền. Người ta tắt điện thoại là có chủ đích. Tắt điện thoại là vì không muốn ai liên lạc được đó. Ơ, làm thế để làm gì nhỉ? Tự nhiên bà hỏi tôi. Bà phải đi hỏi Kim chứ. Bây giờ người ta là người nổi tiếng rồi. Trời ơi, không cần đi học cũng không sao đâu. Nghỉ có dăm ba bữa thôi mà. Ờ, bà nói có lý. Người ta có clip cả triệu view, nổi tiếng rồi nên tầm nhìn và suy nghĩ cũng khác người. Nghỉ học mà không có lý do, đã thế còn tắt điện thoại là không thể nào mà chấp nhận được. Phải biết tôn trọng thầy cô, bạn bè và cả quy định của nhà trường nữa chứ. Lớp trưởng à, đây là lần thứ mấy mà bạn Kim vắng mặt không phép? Dạ, lần đầu thôi cô. Bữa sau mà bạn đi học, em nói Kim viết bản kiểm điểm để lên bàn cho cô. Dạ. Còn nếu mà có lần tới á, thì không chỉ cái bản kiểm điểm không đâu nha. Kim, sao anh biết em ở đây? Anh tìm hết cái công viên này rồi. Còn chỗ này thôi thì chắc chắn em ở đây chưa đâu. Sao em lại tắt máy? Mọi người nhờ anh đi tìm em đúng không? Mọi người không liên lạc được với em, đang lo lắng ở nhà lắm kìa. Mà nè, sau này có bất cứ chuyện gì cũng được có tắt máy nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Em đang buồn chuyện của mẹ đúng không? Anh biết hết chuyện rồi. Anh xem em như người nhà, nên có bất cứ chuyện gì cứ nói với anh. Anh tuyệt đối không nói với người ngoài đâu. Anh thấy sao? Vậy em đang nghĩ gì? Em biết á, là mẹ em làm như vậy là vì tiền. Tiền cho em ăn học, tiền chữa bệnh cho ngoại, tiền lo cho cả cái gia đình này. Số tiền đó quá lớn cho sức của mẹ, nên mẹ em mới... Nhưng mà em biết như vậy là không đúng. Em thà nghỉ học chứ cũng không để mẹ làm những chuyện như vậy. Anh có khinh thường em và mẹ em không? Tất nhiên là không rồi. Sau này đừng có hỏi anh những cái câu như vậy nữa. Nghe anh nói nè, em và mẹ em thế nào thì em là người hiểu rõ nhất. Đừng quan tâm người ngoài nghĩ gì. Họ đâu có trải qua các cảm giác mà mẹ và em trải qua đâu. Miễn sao em cảm thấy không hổ thẹn, không thấy sai trái. Đừng quan tâm những gì người ngoài nói. Miệng gần tai của họ, họ tự nói, họ tự nghe. Cảm ơn anh. Thật may là những lúc như vậy
còn có anh bên cạnh em. Anh xem em như người nhà mà em cứ kết sáo hoài à. Bây giờ đỡ hơn chưa? Vậy thôi đi về, mọi người ở nhà đang đợi đó. Dạ. Ừ, giờ anh đi lấy xe trước nha. Dạ. Xong rồi em, đi. Anh Nam Phong, anh làm rớt phí. Ủa? Cảm ơn em. Đi. Ê, mấy bà có nhìn thấy mặt cô khi nghe tụi mình nói chuyện Kim không? Tất nhiên là thấy rồi. Nhìn mặt cô tức như muốn đuổi học con Kim luôn vậy á. Nghe mà hả lòng hả dạ gì đâu. Đáng đời tụi nó, nghĩ mình là ai mà dám đối đầu với superstar này. Chống đối? Tụi nó làm gì có tư cách mà chống đối với tụi mình. Bọn nó chỉ là món đồ chơi để tụi mình chơi vui qua đường mà thôi. Chắc thì mình bà thấy vui thôi, chứ tôi thấy mệt muốn chết à. Bà làm gì mà mệt? Kế cũng Ellie nghĩ, làm cũng Ellie làm. Bà ngồi không mà cũng than mệt nữa hả? Thì tôi đi cho đủ số lượng, cho đẹp đội hình còn gì nữa. Chu, đóng góp to lớn dữ. Kệ tôi. Ellie, bà có kế hoạch gì tiếp theo chưa? Tất nhiên là có rồi. Kế gì ạ? Thì điều tra được một số thông tin thú vị. Con Lizzie á, nó nói dối bố mẹ nó là nó lên đây học trường kinh tế. Bố mẹ nó ở nhà tự hào lắm, đi khoe với làng xóm tùng lum luôn. À, vậy là bà gọi điện báo cho ông bà biết con Lizzie học trường La La đúng không? Ừ, ta đâu có rảnh. Chỉ là gửi cho ông bà cái clip con gái ông bà ấy hát trên kênh YouTube, rồi là thêm vài bức hình học ở trường La La này. Chào tay. Đã đến lúc cho chúng nó biết cái giá của việc đối đầu superstar này là gì, để xem chúng nó còn hân hoan được bao lâu nữa. Chẳng nghĩ đến bên say lắm ngắm nghĩ không suy nghĩ. Làm từng ngày nắng khẽ lên sớm khi nụ cười anh ghé qua. Chẳng nghĩ đến bên say lắm ngắm nghĩ don't worry. Đưa tay cho anh đưa bên sự ấm tin chung nhịp đàn. Và giấc mơ ta mơ về. Không phải là ngay lúc đầu á, tán con Kim á vì mục đích là chơi cho vui. Tán xong rồi bỏ rồi cho bỏ ghét thôi mà. Mà ái á, ạc nhớn ạc đức sẽ từ cái clip đó lên trường mà khiến cho mọi chuyện âm ỉ như này á. Em chào chị. Ủa Kim, sao nhìn mặt em mệt mỏi xanh xao vậy? Em bị bệnh hả?